Một tin vui đến với người trồng sầu riêng ở Đắk Lắk nói riêng và các vùng trồng sầu riêng trong cả nước, đó là cục bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn tất các thủ tục để trái sầu riêng có thể xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ. Hiện sầu riêng tươi Việt Nam đang xuất khẩu sang 24 thị trường trên thế giới. Chỉ trong 8 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu sầu riêng tươi đạt trên 300.000 tấn.